bà Trương Mỹ Lan suýt bị chiếm đoạt 40 triệu USD như thế nào? Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Cao Trí tổng cộng 40 triệu USD khi thực hiện các thương vụ mua bán dự án cổ phần, song bị chiếm đoạt sau khi bị bắt. Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB tiếp tục phần xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn này và ông Nguyễn Cao Trí, chủ tập đoàn Capra, cả hai là bị cáo cuối. Trong vụ án này, ngoài việc bị cáo với vai trò là chủ mưu cầm đầu, bà Lan còn là bị hại do ông Nguyễn Cao Trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 40 triệu USD, khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bà Lan nhiều lần đưa tiền cho ông Trí thông qua ba hình thức chuyển nhượng 65 cổ phần, vốn điều lệ của công ty cao su công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ của công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Lan khai biết ông Nguyễn Cao Trí từ năm 2018, lần đầu gặp mặt tại trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Trí đặt vấn đề bán cho bà Lan 30% cổ phần của công ty cổ phần cao su tỉnh Đồng Nai. Bà đồng ý mua và đặt cọc 6 triệu USD. Sau đó nhiều lần thanh toán bằng tiền Việt tổng cộng 500 tỷ đồng, tương đương 23 triệu USD và nhờ ông Hồ Quốc Minh đứng tên, chủ tịch tập đoàn Capro còn hứa sẽ cho bà Lan sở hữu trên 66% cổ phần để nắm toàn quyền quyết định công ty, song không thực hiện. Đến năm 2009, ông Trí mời bà hợp tác trong dự án khu công nghiệp tại Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, hơn 20.000 hecta. Tại đây là dự án ông Trí cùng công ty tập đoàn Biến Thành Holding Group đi xin dự án và chịu nhiệm lo về pháp lý, bà Lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài và đầu tư làm việc với ông Trí. Ông Trí nhiều lần ứng mượn tiền của bà Lan tổng cộng 12,5 triệu USD và thống nhất khi dự án được triển khai thì khoản tiền này sẽ tính vào chi phí tổng mà ông Trí được hưởng. Tuy nhiên, dự án triển khai chậm, bà Lan yêu cầu chuyển lại số tiền trên hoặc chuyển nhượng công ty Biến Thành cho bà, song ông Trí đã không thực hiện. Liên quan tới công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bà Lan cũng cho biết năm 2020, ông Trí đã gặp thuyết phục năn nỉ đầu tư dự án này nhưng bà không có nhu cầu. Ông Trí sau đó đã mượn tiền của bà để đầu tư dự án. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng chuyển cho ông Trí vay 300 tỷ đồng nhưng không ký giấy tờ biên nhận. Do bà không muốn làm nên ông Trí nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư ngoài Hà Nội và sẽ hứa sẽ trả cho bà 500 tỷ đồng nhưng cũng chỉ là lời hứa. Theo bà Lan, do mất niềm tin vào ông Trí nên hai bên sau đó gặp nhau có tính toán công nợ và chốt ông Trí nợ bà Lan 1.000 tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn Capro sau khi chuyển nhượng số tiền là 10% cổ phần của công ty đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lan để mà cần trừ nợ, thì số tiền cổ phần này bà Lan còn nhờ ông Hồ Quốc Minh đứng tên, còn bà giữ số cổ đông. Ông Nguyễn Cao Trí từng cho rằng bị vu khống vu nhọ. Các nhà chức trách cũng xác định, sổ sách thống kê kế toán của công ty Văn Lan không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên. Từ tháng 10 năm 2022, sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản, điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của ông Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu của công ty Văn Lan của bà Lan để mà chiếm đoạt số tiền cáo trạng nêu. Ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào, còn về nhiều đơn gửi của các nơi cho rằng bà Trương Mỹ Lan bị bôi nhọ danh dự, sau đó đã thừa nhận hành vi. Qua quá trình điều tra, ngay ngày đầu diễn ra tại phiên tòa, ông Trí cho biết đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bà Lan. Xin hội đồng xét xử vắng mặt trong những ngày tòa làm việc tiếp theo do không liên quan và bản thân đang bị bệnh đau cột sống nặng, không thể ngồi lâu. Yêu cầu của ông được tòa chấp nhận. 79 trên 86 bị cáo thừa nhận cáo trạng. Kết thúc tuần làm việc đầu tiên, ngoài 5 người đang bỏ trốn, hội đồng xét xử cũng đã thẩm vấn 79 trên 86 bị cáo thuộc các nhóm Vạn Thịnh Phát, SCB, đoàn thanh tra và công ty liên quan. Tất cả đều thừa nhận hành vi và sai phạm nêu trên trong cáo trạng. Đối với nhóm bị cáo thuộc SCB Vạn Thịnh Phát, hầu hết đều khẳng định thực hiện hành vi sai phạm do bà Lan chi phối, chỉ đạo hoặc là tin tưởng tài năng của bà này. Còn nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra khai do thực hiện chỉ đạo của cấp trên và bị mua chuộc. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn, sau đó làm khống hồ sơ để rút tiền, phục vụ hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong 10 năm thâu tóm SCB, từ năm 2002 tới năm 2022, bà đã chỉ đạo SCB giải ngân cho nhóm khách hàng của mình là hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ 066.000 tỷ đồng.
chiếm đoạt hơn 93% số tiền vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan đã có gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB là 677.000 tỷ đồng. Trong nhóm không có khả năng thu hồi, hành vi của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Bà Lan bị truy tố về 3 tội danh, đổ lộ, vi phạm quy định hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Những người còn lại bị xét xử về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định trong hoạt động của ngân hàng. Người đàn ông bị bắt ngay trước cổng trại giam khi vừa được trả tự do. Thưa quý vị, vừa chấp hành xong bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Hang Jin Jungun, quốc tịch Trung Quốc, tiếp tục bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp. Phòng Cảnh sát thi hành hình sự, hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định bắt bị can, bắt tạm giam đối với Hang Jin Jungun, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Hang Jin Jungun bị bắt khi vừa nhận ra quyết định được trả tự do vào ngày 8 tháng 3 tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an cũng đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, chấp hành bản án phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản do bị cáo gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7 tháng 6 năm 2023. Theo điều tra, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Hoàng Trinh Jong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh để mua xe máy. Hơn nửa tháng sau, Hoàng Trinh Jong đi đến tỉnh Phú Yên do không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trước ngày 4 tháng 6 năm 2023, Hoàng Trinh Jong đến cửa hàng trang sức BC chi nhánh Phú Yên giả vờ mua hỏi trang sức, sau đó yêu cầu nhân viên mua hàng lấy 5 sợi dây chuyền để xem. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Hang Jin Yu đã lén lút lấy một sợi dây chuyền giá trị gần 44 triệu đồng bỏ vào túi quần rồi trả lại số vàng còn lại cho nhân viên. Sau đó Hang Jin Yu lên xe bỏ đi. Nhân viên cửa hàng PCN đã phát hiện sợi dây chuyền vàng bị mất, kiểm tra camera an ninh thấy Hang Jin Yu lấy trộm nên đã báo cho cơ quan chức năng. Trên đường chạy trốn, Hang Jin Yu bán sợi dây chuyền trộm được cho một cửa hàng kinh doanh vàng với giá 16 triệu đồng. Khi bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tìm Hang Jin Yu để xử lý, vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, Hang Jin Yu tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp trang sức tại một thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, đối tượng này bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam. Tòa án nhân dân tỉnh này đã tuyên phạt Hang Jin Yu 9 tháng tù là bản án đối với đối tượng này vừa chấp hành xong. Do Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phạt Hang Jin Yu nên cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho đối tượng chấp hành xong án phạt mới tiếp tục bắt giữ để xử lý về hành vi trộm cắp vàng xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 2023 tại tỉnh Phú Yên. Bị cáo